Nên ra cho anh thấy em. Con đạp không? Tại chúng tôi Lâm đang có mặt tại ở đây là đâu quên rồi, Bình Thuận hả, ở đâu đó anh Dương Lâm. Đẹp quá mọi người. Hôm nay Lâm quay chương trình sáng nay ăn gì, chương trình sáng nay ăn gì được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7, chương trình truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và của công ty Đông Tây Trọng Sinh thực hiện với sự đồng hành của những hàng bị ốm anh chi xuất vào hầm. Sáng nay anh chị sẽ đi khắp Việt Nam tìm hiểu và mang đến bữa ăn sáng chất lượng cho gia đình Việt, bên cạnh đó gắn kết yêu thương tình thành viên trong mỗi gia đình lại với nhau qua những bữa ăn sáng đầy tuyệt vời. Ủa cái con này con gì mà nó có cái dấu chân vậy? Đúng không? Ừ. Là con chim đúng không? Em mệt nha. Mệt quá. Nãy chào đầu bằng cái quay là được rồi, tôi cho sụt nè. Mệt quá. Đúng cái anh trẻ trâu đó. Dắt cái con này ra giùm anh đi. Anh quay một con thôi. Trong đó nó nằm. Rồi đi. Ok, ở đây là bánh rau đã bị nhà rồi. Em ơi, nó mén rồi, hén anh. Quay TikTok đúng không? Vậy thôi quay góc em đi, sao mà lát nữa em ra. Thốn háng rồi em. Thốn.
giờ nè, giờ. Đi đi con, đi con. Đi ngang luôn, đi ngang luôn. Đúng rồi, đẹp nha. Anh Khánh đi bên này cho anh Khánh. Cái tay đúng rồi đó. Rồi cho em tương tác ở đâu rồi đi nha. Đứng rồi. Bắn con chim kia cho em. Bắn. Bắn em đi. Rồi đi. Rồi đi. Cận cận xíu nè, cận anh nè, bé. Dạ rồi. Cần Quốc Khánh nè, Quốc Khánh nè. Em ơi gái ơi, Cần Quốc Khánh nè, quái ơi. Dạ. Nè, lên trước Cần Quốc Khánh giùm anh. Em ra đây quay anh. Anh Giang mặt máy kìa. Nắng quá rộng. Được rồi, ok, cái anh vào được rồi. Ok. Rồi, bầu anh xuống này hả? Máy chưa? Rồi. Rồi, quay nha, ai quay quay đi nha. Dắt okay, đi nha. Dắt đi quay nha. Thì sống vô đi. Rồi, ai rồi, đứng vô đi, cái này. Đạo đi cầm nó đi. Nhìn nó nè. Mồ hôi vô mắt anh quá em ơi. Rồi nó quýnh kiếm Triệu Tâm Nương gì đó. Triệu Tâm Nương ta đây thỉnh giáo võ công người đó. Em quay beauty luôn nha. Dạ. Anh ta cái thế xấu. Anh đặt lên vai em đồ này nọ gì đó. Rồi em nhìn từ xa. Đây. Rồi nhạc. Sao nó không đi à? Dẫn đi à? Sao nó không đi vậy? Sao nó không đi vậy em? Anh kéo mạnh lên anh, kéo mạnh lên. Con đi. Đi, anh làm nặng quá. Đi. Đi. Rồi, rồi nhạc lên nè, đi ra chú khách. Đây. Anh đi vào đây, anh cho đưa nhạc. Mới sọc cái tay. Mới sọc cái tay em á. Đi đâu kia coi Khánh. Nè, thằng bé nó dẫn đi giùm anh đi coi. Bắt này nè, dẫn đi ra. Dạ đây. Đừng dính ai nha em ơi. Không dính đâu, không dính, không dính. Ok đi. Sao xa vậy em? Beauty á, sao xa vậy? Dẫn đi thêm xíu nữa xong rồi cái bọc anh xuống nha. Ok. Ok, rồi đi. Rồi nhé. Trời ơi. Quýnh. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.